cha mẹ đặt đâu con rồi đó. Bây giờ 3 ngày nữa ta sẽ cho con và công tử đó đính hôn với nhau. Cha, cái gì vậy? Người mau đem công chúa về phòng ngay. Con gái của ta không biết bây giờ nó đang ở đâu nữa. Mẹ à, mẹ ơi, mẹ à, ôi tay tay gì ế bông rồi. Mẹ à, trời ơi, ngài ngồi đây chi vậy? Sư à, đây là chốn cung nguyên, ta đang ngồi tĩnh tâm. Ủa, trời ơi, đẹp, ngài biết cái gì không? Gì? Công chúa đã quay trở về. Thật sao? Thiệt, nói dối chặt đuôi luôn. Công chúa về rồi á, à? Ta mừng quá. Công chúa gì rồi? Ờ, mà quân sư này, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ta thấy là từ trước đến giờ ta luôn luôn cưng chiều con gái của ta. Con gái ta muốn gì ta cũng cho nó cả, nhưng tại sao nó lại bỏ đi chứ? Ta vẫn không hiểu. Dạ, tâu hoàng thượng, theo một nguồn tin tai mắt của thần thì thần đã điều tra ra là công chúa có một điều gì đó mà cảm thấy không thích với cái hoàng cung này đó. Điều gì? Điều gì mà không thích? Đoán xem. Công chúa hiện tại là đang cảm thấy là thích một cái người khác với cả cái người mà hoàng thượng đã chỉ đến rồi. Thích một người khác á? Đúng rồi, thôi nói chung là công chúa là ngoại tình á. Cái gì? Không được, điều đó là không được. Suy cho cùng thì trên góc độ của một thường dân thì tình cảm con người là không thể nào mà ngăn cấm. Nhưng với một cương vị là công chúa của cả một hoàng cung này thì thần thấy là không ổn rồi bệ hạ. Không thể nào để chuyện đó xảy ra được. Đúng rồi. Người hãy mau kêu công chúa này cho ta. Dạ vâng, vậy thần xin cáo lui và xin tâu công chúa để công chúa lên đây gặp bệ hạ nghe. Dạ, đi. Thần xin cáo lui. Thật ra cũng gọi là chưa qua 5 ngày rồi nhở. Mình lại nhớ lại anh ấy rồi. Nhưng mà bây giờ mình biết làm sao bây giờ. Bây giờ mình cũng không có ai cứu mình nữa. Chẳng lẽ mình sẽ ở đây mãi mãi mà không gặp được mọi người và người mình thương luôn hả? Trời ơi, mỗi lần cứ nhìn ra đây là mình lại nhớ cậu ta à. Chẳng chết được, lúc nào cũng đê đó. Hay là mấy mình ủa giờ thì công chúa dậy thôi. Thấy công chúa dậy rồi hả? À đúng rồi, tao tao cũng mới dậy, nhìn ra ngoài thấy trời mát mát à. Công chúa ơi, ra ăn đi nè, ăn đi rồi xong rồi tự ly à. Mấy bữa nay tao không thể ăn uống no nê gì hết á, tao cả chả cảm giác khỏe khoắn hết nữa. Người phải ăn rồi mới có sức mà chiến đấu. Trời ơi, người nghĩ tình ra ta cũng đây 5 ngày rồi, ta lại nhớ đến cậu ta rồi, Tiểu Ly à. Tớ ở đây ta chết mất, ta sẽ nhớ cậu ta với mọi người mất. Thôi thôi, công chúa đừng buồn nữa, thôi bây giờ mình đi dạo nha, cho khuây khỏa tâm hồn xíu. Cũng được, ta ăn thêm miếng nữa. Ăn chậu giờ thấy có vị thế đó. Ôi trời. Trời. Ê, tỉnh ra sao? Công chúa. Ê, tên kia. Tao hỏi nè, ủa sao hai người giống nhau vậy? Ủa tao nhớ cái thằng trước đâu. Ủa tên kia. Ây da, cái thằng này là tiểu đệ của ta đó. Đúng rồi. Trời, hai người giống nhau vậy. Rồi sao nữa, bây giờ là phụ hoàng kêu hai người tới đây canh chừng ta tiếp hả? Hay sao nữa? Đúng rồi công chúa. Để đảm bảo an toàn của công chúa thì thuộc hạ phải đứng ở đây để canh đó. Bây giờ hai người đi trước đi, xong lúc đấy là Tiểu Ly sẽ chở ta đi sau được. Bây giờ hai người đi đi trước, coi có kẻ nào dám gọi là dám gì đó xâm phạm. Yên tâm đi, không kẻ nào có thể đụng tới một cọng lông của công chúa. Cái gì? Cái nói gì vậy? Một cọng tóc của công chúa. Rồi bây giờ hai người đi trước đi, xong để ta bảo Tiểu Ly chở ta sau được. Tiểu Ly đi nhanh lên nào. Trời ơi, Tiểu Ly, tao hỏi là cung điện này còn bao nhiêu người giống nhau nữa, tao hỏi thật luôn á, sao nhiều người giống nhau vậy? Dạ, cha sinh mẹ đẻ ra, đẻ giống nhau rồi, nó giống nhau thôi à. Thôi đi đâu Tiểu Ly. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Bình tĩnh. Tự mày hại vụ chứ. Ủa, tao xin lỗi đi, con chừng nó bị chặt đầu á.
Tại hạ thiệt là có mắt không chồng không nhìn thấy. Tại hạ túi mái sờn ra. Trời ơi, hai đứa mày đi đâu không? Tao chỉ xuống bắn toilet bắn vô mày mặt mày à. Rồi được rồi, được rồi, bây giờ hai người lùi lại, hai người lùi lại đi. Rồi quân sư, quân sư. Dạ. Quân sư tới đây, tao hỏi nè. Bây giờ từ từ đi, ngươi đừng nói. Quân sư, tại sao ngươi tới đây làm náo loạn chỗ này vậy? Đúng là dạ bái kiến công chúa. Hạ thần không muốn làm náo loạn đâu, nhưng mà hoàng thượng có lệnh là hạ chiếu cho công chúa lên gặp hoàng thượng ngay lập tức ạ. Hả? Ủa bây giờ luôn hả? Hả? Dạ ngay giờ luôn. Ủa sao hạ ta tưởng tượng là cha đâu bao giờ kêu ta vào giờ này đâu. Ủa có chuyện gì lắm hả? À quân sư. Hạ thần nghĩ rằng là công chúa nên đi gặp trực tiếp để hoàng thượng là tra khảo để hoàng thượng là hỏi thăm vài thứ thôi. Bây giờ tối rồi sao hoàng thượng lại bắt ta lại? Thôi đi ơi tiểu ly ơi. Ủa sao hôm nay là hoàng thượng lại kêu ta ra? Thôi được rồi, cảm ơn ngươi nha, có gì ta nói sau. Ủa mà sao hôm nay là cha ta lại kêu ta vậy? Tiểu ly ngươi biết không? Thật ra thằng nghĩ thì chắc là tại vì bệ hạ nhớ người ấy, nên kêu người đây gặp mặt để nói chuyện, kiểu là cha con tình thâm á công chúa. Thì biết nhưng mà giờ này là cha biết là ta rất là mệt mà sao lại kêu ta giờ này ta? Thôi chắc là tính ra cũng gần 2 năm mà chưa gặp là cha. À cha! Công chúa Giả Lâm. Ơi vậy phụ hoàng cho con lên đây có gì không phụ hoàng? Ta vừa nghe quân sư nói có hả? Phải là hả? Con đã yêu một người nào đó ở ngoài phải không nào? Quân sư nói con yêu một người khác ở ngoài cung điện đấy. Thì con có đúng hay không? Dạ đúng rồi. Thì có gì không cha? Hay con có biết ta đã muốn gả con cho công tử mà bây giờ con lại đi yêu một người ở bên ngoài. Con biết làm như vậy là làm mất mặt cha không hả? Nhưng mà cha con nói thật mà, con không hề thích công tử tẹo nào luôn, sao cha lại ép con nhở? Con nói thật mà, bên công tử chả có gì tốt đẹp hết đó, con nói thật luôn á cha. Cha luôn cho suy nghĩ kỹ đi. Con biết con... Ủa nhưng mà cái tay công tử này có gì đẹp đẽ sao cha lại thích thằng kia hả? Cha nói con nghe đi. Nhưng mà con chính là công chúa, mai này con sẽ thay thế ta cai quản cái đất nước này. Bây giờ con không thể nào thích một người bên ngoài được. Nhưng mà ủa thì là chuyện yêu đương của con ba cũng sẽ quyết định luôn hả? Hay sao? Chỉ vì mất mặt cái cung điện này thôi hả? Con là gì? Con biết là sự hiện diện của con rất là quan trọng với cung điện này, nhưng mà cha không thể quyết định vậy được. Còn tên kia nữa. Tiểu Ly à, chỉ làm cho lời của bệ hạ thôi. Con chúa đừng khóc mà. Bệ hạ người đừng có giận. Công chúa là ở người khác rồi, nhưng mà người ta đã tốt với công chúa mà. Tiểu Ly à, biết làm sao. Im ngay. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. What? Bây giờ 3 ngày nữa ta sẽ cho con và công tử đó đính hôn với nhau. Cha, cái chuyện gì vậy? Người mau đem công chúa về phòng ngay. Cái gì vậy cha? Cha nghe không nói. Không được cãi. Quân sư, ngươi hãy ra lệnh cho các lính canh gác cái cung điện này 24/24, không để cho công chúa trốn thoát thêm một lần nữa nghe chưa? Dạ thân tuân lệnh. Rồi đi bảo luôn. Cha, sao cha phải làm vậy? Về phòng ngay. Quá đáng quá. Không thể nói nổi. Tiểu Ly à, thế này sao sống đây? Đừng nói là 3 ngày nữa ta sẽ cưới tên công tử đấy nha. Con chúa đừng có khóc. Đừng khóc mà. Không biết làm sao bây giờ. Thằng hay là bây giờ thằng làm theo cách cũ của thằng đã nói với công chúa nha. Không được đâu thằng... Tiểu Ly à, mọi chuyện giờ kết thúc rồi. Giờ ta chẳng còn hy vọng gì nữa. Người ta yêu thương chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. Mọi chuyện này kết thúc rồi. Đừng có Tiểu Ly, mọi chuyện ổn lắm rồi. Mọi chuyện sẽ ổn mà. Tiểu Ly không đang Ngươi đừng có vô đây chăm sóc ta nữa. Tiểu Ly không có gì vậy? Ủa sao tự nhiên công chúa chạy cái ào vô đây luôn, đóng cửa cái nằm luôn. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Không có gì đâu, giờ khuya rồi.
suy nghĩ á, mà cái gì đó giờ thôi hai ông hết giờ rồi, hai ông về đi. Để cái gì ngày mai hai ông đi. Ôi thôi tiểu đệ, tiểu đệ hai đứa mình về thôi. Trời tính gì về không được, thôi về thôi. À đừng nghĩ, đừng nghĩ, đi về ngủ á. Mọi người cũng già rồi. Công chúa ơi, công chúa. Tiểu Ly à, thôi hôm nay tao cảm giác không tốt. Ngươi xin lỗi, tao xin lỗi ngươi nha. Ngươi khoảng cần chăm sóc ta ở đâu. Công chúa ơi, người đừng có tự ép bản thân mình như vậy mà. Công chúa, thằng nghĩ cái gì cũng sẽ có biện pháp thôi mà công chúa à. Người nghỉ ngơi đi nha. Người đừng suy nghĩ nhiều nữa nha. Nha công chúa. Công chúa cứ như vậy hoài thì làm sao được. Ủa sao lại có cái thuyền ở đây ta? À đúng rồi, mình có thể đến thế giới của công chúa để có thể kêu người mà công chúa thương tới cứu công chúa mà. Đúng rồi, mình có thể đi mà. Nghe nói là chàng ta có sức mạnh lắm. Hay mình đi thôi.